Chào đón quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Còn Mãi Thanh Xuân, chương trình do Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Lào Cai thực hiện phối hợp với Hội người cao tuổi tỉnh, Hội người cao tuổi thành phố Lào Cai thực hiện, và tôi là Thanh Tùng, người sẽ đồng hành cùng toàn thể quý vị khán giả cũng như các đội chơi trong chương trình ngày hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, thời gian vừa qua thì chương trình Còn Mãi Thanh Xuân đã nhận được rất nhiều sự yêu mến của các quý vị khán giả cũng như là sự đăng ký tham gia rất nhiệt tình của rất nhiều các đội chơi là những người cao tuổi. Và tham gia chương trình thì ngoài việc biết thêm được rất nhiều những kiến thức, các đội chơi còn có cơ hội thể hiện năng khiếu, thể hiện tài năng và đam mê của mình với nghệ thuật. Và không biết rằng hai đội thi tham gia chương trình ngày hôm nay thì họ sẽ thể hiện như thế nào, họ sẽ mang đến trong chương trình Còn Mãi Thanh Xuân không khí như thế nào. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng chào đón đội thi đầu tiên sẽ tham gia chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Xin được chào đón đội Thanh Xuân đến từ Hội Người Cao Tuổi, xã Tả Phời, thành phố Lào Cai. Xin mời! Thanh Xuân là đội chúng tôi đến từ vùng mỏ Tả Phời dự thi. Kính chào toàn thể hội thi cùng ban giám khảo cuộc thi tuyệt vời. Xin chào! Các bạn cùng chơi, vui khỏe, sống đẹp, cho đời hân hoan. Cùng nhau thi thố tài năng để cho cuộc sống muôn vàn niềm vui. Văn Yên, đội trưởng là tôi, yêu thích ca hát một thời tuổi xuân. Hồng Tĩnh, chăm chỉ chuyên cần, chăn nuôi, trồng trọt, góp phần sống vui. Xuân Tình, vui tính, yêu đời. Chúng tôi phấn đấu chọn đời Thanh Xuân. Và ngày hôm nay đội Thanh Xuân sẽ mang đến đây một tinh thần như thế nào ạ? Vâng, đội Thanh Xuân mang một tinh thần đến đây là chơi vui khỏe hết mình. Dạ vâng, và chúc cho các bác sẽ có những phần thể hiện thật tốt trong chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn và mời các bác sẽ trở về vị trí của mình. Và tiếp tục chúng ta sẽ cùng chào đón các thành viên của đội Sao Mai sẽ bước ra sân khấu để làm quen với quý vị khán giả. Xin mời. Tôi Nguyễn Xuân Xanh, 67 tuổi. Đội trưởng đội Sao Mai, Hội Người Cao Tuổi xã Văn Hòa, xin kính chào ban cố vấn và kính chào hội thi. Tôi Vũ Kim Thoa, 61 tuổi, thành viên của đội Sao Mai. Tôi đến từ quê hương Vạn Hòa. Tôi Thanh Miền, 62 tuổi, thành viên của đội Sao Mai. Đội chúng tôi xin kính chúc ban cố vấn và chúc hội thi thành công rực rỡ. Xin trân trọng cảm ơn. Đội thi Sao Mai ngày hôm nay đến với Còn Mãi Thanh Xuân sẽ mang đến đây một tinh thần như thế nào ạ? Phấn khởi, vui, khỏe, tự tin. Và giao lưu với rất nhiều đội chơi của chương trình Còn Mãi Thanh Xuân đúng không ạ? Và một tràng pháo tay dành cho các bác ở đội Sao Mai và chúc cho các bác sẽ thể hiện thật tốt trong chương trình ngày hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã được làm quen với hai đội thi, đội Thanh Xuân và đội Sao Mai, với phần giới thiệu rất là dí dỏm của cả hai đội. Nhưng trước khi bắt đầu cả 3 phần thi trong chương trình Còn Mãi Thanh Xuân, chúng ta sẽ cùng chào đón các thành viên ban cố vấn của chương trình. Đầu tiên, xin được giới thiệu nhà sản xuất âm nhạc Hồ Đình Kế. Xin được giới thiệu bác sĩ chuyên khoa cấp 1 Nguyễn Quân Ngọc, Phó Giám đốc Bệnh viện Nội tiết tỉnh Lào Cai. Xin được giới thiệu bà Nguyễn Thị Thu, Phó trưởng ban đại diện Hội Người Cao Tuổi thành phố Lào Cai. Ở phần thi này, hai đội sẽ lựa chọn một tiết mục tham gia thi. Mỗi đội có thể lựa chọn các tiết mục hát, múa, khiêu vũ, tiểu phẩm. Đội chơi có quyền được mời thêm các thành viên khác tại câu lạc bộ hoặc hội người cao tuổi nơi đội thi đang sinh hoạt. Mỗi tiết mục sẽ không được quá 5 phút. Điểm tối đa trong phần thi này là 100 điểm. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần thi của các thành viên trong đội Sao Mai với tiết mục Mừng Tuổi Mẹ, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Long Ẩn qua phần thể hiện của Thanh Nhàn và Tốp Múa đội Sao Mai. Ngay sau đây xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi. Mỗi mùa xuân sang, mẹ tôi ra thêm một tuổi. Mỗi mùa xuân sang, mùa xuân ơi, tóc trắng mẹ bay như gió như mây bay qua đời con, như gió như mây bay qua thời gian. Ôi mẹ của tôi,
mỗi mùa xuân sang ngày tôi xa mẹ càng gần. Dù biết như thế tôi vẫn phải tin mẹ đang còn trẻ. Mỗi mùa xuân về mẹ thêm tuổi mới, mỗi mùa xuân mới con mừng xuân sang mẹ tôi già thêm một tuổi. Mỗi mùa xuân sang ngày tôi xa mẹ càng gần. Rồi mùa xuân ơi tóc trắng mẹ bay như gió như mây bay qua đời con, như gió như mây bay qua thời gian. Ôi mẹ của tôi, xuân sang ngày tôi xa mẹ càng gần. Dù biết như thế tôi vẫn phải tin mẹ đang còn trẻ. Mỗi mùa xuân về mẹ thêm tuổi mới, mỗi mùa xuân mới con mừng tuổi Vâng, xin được cảm ơn tiết mục rất ấn tượng của đội Sao Mai. Và tiếp tục chương trình ngày hôm nay, xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng theo dõi phần thi của đội Thanh Xuân với tiết mục Vũ điệu Bình Minh do tốp múa đội Thanh Xuân thể hiện. Xin mời quý vị sẽ cùng tiếp tục thưởng thức.
Xin được chúc mừng các bác đã hoàn thành xong phần thi đầu tiên của mình. Và có lẽ là lúc này thì các bác cũng đã cảm thấy thoải mái hơn rất là nhiều rồi đúng không ạ? Và trước khi đến với kết quả ở phần thi này thì chúng tôi muốn lắng nghe những ý kiến nhận xét của nhà sản xuất âm nhạc Hồ Đình Kế. Xin mời anh. Trước tiên là cho nói về đội Sao Mai. Cô đơn ca có một giọng hát rất là tốt. Giọng hát của cô khá là khỏe. Âm cao rất là đẹp. Đó. Cô cũng khá là tự tin. Bên cạnh cô đó còn cả một tốp múa nữa, cũng rất là hiệu quả. Bên cạnh những cái được đó thì cháu thấy một số vấn đề như sau. Các cô cần lưu ý là cái phần ca của mình á, thì ngoài cái phần giọng hát ra thì các cô phải lưu ý khi phần chọn nhạc thì phải nghe nhạc và phải nghe được nhạc, hát đúng nhạc. Thì cái này thì phần ca của cô chưa làm được. Thêm nữa là lần thứ hai, cái phần đoạn nhạc thứ hai á, sau phần dạo giữa ấy, thì nó không vào từ đầu mà nó sẽ vào từ câu mẹ già như chuối chín cây. Thì cái này thì cô cần lưu ý hơn. Đó, vì tổng thể thì cháu cũng khá là ấn tượng với cái phần giọng hát của cô cũng như tốp búa phụ họa. Sang đến phần thi của đội Thanh Xuân, Vũ Điệu Bình Minh, thì có thể nói là cháu rất ấn tượng số lượng các cô tham gia, rồi là lứa tuổi. Các cô cũng đã rất là có tuổi rồi nhưng vẫn rất là nhiệt tình, vẫn rất là vui vẻ, hào hứng tham gia chương trình. Các động tác tuy không phức tạp nhưng cũng khá là đều. Có thể là các cô tập thường xuyên với các buổi tối hay các buổi sinh hoạt của mình, nên là cháu cảm thấy là khá là đồng đều, khá là trọn vẹn. Cháu chúc mừng các cô chú đã hoàn thành tốt phần thi của mình. Cảm ơn các cô chú. Rất cảm ơn những ý kiến nhận xét của nhà sản xuất âm nhạc Hồ Đình Kế. Và chắc chắn là việc mà tham gia những tiết mục văn hóa văn nghệ thì sẽ giúp cho người cao tuổi có một tinh thần tốt và có thêm thật nhiều sức khỏe đúng không ạ? Và các bác hãy giữ cái niềm đam mê này để mà có thể đứng trên nhiều sân khấu hơn nữa. Và cháu xin được chúc mừng các bác đã hoàn thành xong phần thi đầu tiên, phần thi Trẻ Mãi Không Già. Và bây giờ sẽ là kết quả dành cho hai đội ạ. Hai đội ngày hôm nay thì có cái phần biểu diễn phải nói là rất là ngang tài, ngang sức ạ. Đội Thanh Xuân đã giành được 85 điểm ở phần thi này ạ. Xin được chúc mừng ạ. Và chỉ ít hơn một điểm thôi ạ. Đội Sao Mai các bác đã có được 84 điểm ở phần thi đầu tiên này. Xin được chúc mừng các bác. Chương trình sẽ có các bộ đề. Mỗi một đội sẽ trả lời bộ đề gồm 10 câu hỏi. Hình thức thi hỏi đáp nhanh. Các thí sinh chỉ được trả lời khi người dẫn chương trình đã đọc xong câu hỏi. Nếu trả lời khi người dẫn chương trình chưa đọc xong câu hỏi thì phần trả lời đó sẽ không được tính điểm. Trường hợp thí sinh chọn đáp án bỏ qua nhưng sau khi hết 10 câu hỏi mà vẫn còn thời gian cho phần thi này thì người dẫn chương trình sẽ đọc lại câu hỏi đó để thí sinh trong đội tiếp tục trả lời. Nếu đáp án đúng thì vẫn được tính điểm, trừ trường hợp quá thời gian. Thời gian cho mỗi đội là 2 phút, mỗi câu trả lời đúng được 10 điểm. Vâng, và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với đội thi đầu tiên sẽ tham gia ở phần thi Hiểu Sâu Biết Rộng, đó là đội Sao Mai ạ. Và các bác sẽ có 2 phút và 2 phút bắt đầu. Người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên không có lương hưu, trợ cấp, bảo hiểm xã hội hàng tháng sẽ được hưởng trợ cấp xã hội là bao nhiêu ạ? 360.000 đồng. Chính xác ạ. Việc thành lập, hoạt động và quản lý quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi được thực hiện theo quy định của pháp luật đúng hay sai ạ? Đúng ạ. Chính xác ạ. Trên địa bàn khu dân cư có những người cao tuổi nhưng chưa tham gia sinh hoạt hội thì chúng ta cần làm gì ạ? Tuyên truyền vận động họ vào hội. Chính xác. Hội người cao tuổi các cấp cần làm gì để thực hiện nhiệm vụ chăm sóc phát huy vai trò của người cao tuổi? Tham mưu cho địa phương thực hiện chủ trương chính sách của người cao tuổi, giám sát và thực hiện chính sách đó. Xây dựng hoạt động quỹ chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi. Phát triển các loại hình câu lạc bộ văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao của người cao tuổi. Chính xác ạ. Đỉnh Phan Xipang của Lào Cai cao bao nhiêu mét ạ? 3.143 mét. Chính xác ạ. Dân tộc thiểu số nào có số dân đông nhất tỉnh Lào Cai ạ? Dân tộc Mông. Chính xác. Những dấu hiệu mắc bệnh tuyến giáp ạ? Cổ sưng, đau cơ khớp, cơ thể cân nặng thay đổi, mệt mỏi, trầm cảm, lo âu. Chính xác ạ. Huyết áp của người từ 40 tuổi trở lên bao nhiêu là bình thường ạ? 130/80 mm thủy ngân. Chính xác ạ. Trẻ em có bị mắc đái tháo đường hay không? Có ạ. Chính xác. Dấu hiệu của hạ đường huyết là gì ạ? Tim đập nhanh, chân tay bủn rủn, đầu óc choáng váng. Rất nhanh, rất chính xác. Và chúng ta vẫn còn thời gian. Các bác đã hoàn thành xong cả 10 câu hỏi của chương trình. Và xin được chúc mừng các bác với 10 đáp án rất rất chính xác ạ.
Và trước khi đến với phần thi của đội Thanh Xuân thì xin mời bà Nguyễn Thị Thu sẽ cung cấp một vài thông tin ạ. Thưa bà Nguyễn Thị Thu thì bà có thể cho biết là nguồn quỹ chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi thành phố Lào Cai thì đang được sử dụng như thế nào ạ? Nguồn quỹ chăm sóc phát huy vai trò người cao tuổi của thành phố Lào Cai thì đang sử dụng đúng theo quy định của tài chính. Cụ thể là như thế này ạ. Nguồn quỹ này sau khi mà thu của người dân người ta tự nguyện nộp ấy, thì các xã phường phải nhập vào kho bạc. Chủ tài khoản chính là chủ tịch ủy ban nhân dân các xã phường. Người cao tuổi chi cho các hoạt động của mình thì phải lập dự trù kinh phí, xây dựng cái kế hoạch hoạt động cho cái hoạt động đấy. Và các hoạt động này đều được chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố ra quy định là sẽ chi những khoản gì, ví dụ như là chi cho các cái hoạt động của người cao tuổi, hội họp và sinh hoạt các câu lạc bộ. Cái nguồn quỹ này đang hiện tại của thành phố Lào Cai đang quản lý rất là tốt và rất nhiều năm nay không hề có một sai phạm nào cũng như có một cái đơn kiện cáo gì về nguồn quỹ này. Xin hết ạ. Rất cảm ơn những ý kiến của bà Nguyễn Thị Thu đã cung cấp trong chương trình ngày hôm nay. Và một lần nữa xin được chúc mừng đội Sao Mai đã hoàn thành xong phần thi của mình. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với bộ câu hỏi dành cho đội Thanh Xuân ạ. Các bác đã sẵn sàng chưa ạ? Sẵn sàng ạ. Dạ vâng. Các thành viên của đội Thanh Xuân đã sẵn sàng và bây giờ sẽ là 2 phút dành cho đội Thanh Xuân. 2 phút bắt đầu ạ. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội người cao tuổi Việt Nam lần thứ 6 nhiệm kỳ 2021-2026 đã đưa ra bao nhiêu giải pháp chủ yếu ạ? 9 giải pháp ạ. 9 giải pháp chính xác. Nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau là một trong các nhiệm vụ được chính phủ giao cho người cao tuổi phải thực hiện, đúng hay sai? Đúng ạ. Chính xác ạ. Người cao tuổi phát huy vai trò của mình thông qua những hoạt động gì ạ? Đó là những hoạt động gồm xây dựng hệ thống chính trị, tham gia hòa giải các mâu thuẫn tranh chấp tại cộng đồng, giáo dục truyền thống đoàn kết yêu nước, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc cho con cháu thế hệ trẻ, tham gia phát triển kinh tế, giảm nghèo. Chính xác ạ. Người cao tuổi thuộc hộ nghèo không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng mà có người nhận chăm sóc tại cộng đồng thì được hưởng những khoản gì ạ? Được hưởng những khoản đó là được hưởng trợ cấp hàng tháng bằng mức nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội, được hưởng bảo hiểm y tế, được trợ cấp chi phí mai táng phí khi qua đời. Chính xác ạ. Ca khúc Lào Cai thành phố trẻ ta yêu là một sáng tác của ai ạ? Của nhạc sĩ Minh Sơn ạ. Vâng, chính xác. Thị xã Lào Cai được công nhận là thành phố loại 3 vào thời gian nào ạ? Vào thời gian tháng 11 năm 2004 ạ. Chính xác. Khi bị bệnh đái tháo đường, nếu không được điều trị rất dễ gây tổn thương tim mạch, thận, tổn thương thần kinh, thị giác, nguy cơ nhiễm trùng và tổn thương trên da, đúng hay sai ạ? Đúng ạ. Chính xác ạ. Khi bị bệnh gút, người bị bệnh sẽ có dấu hiệu gì ạ? Bị dấu hiệu đó là khớp đột ngột sưng tấy đỏ, xung quanh vùng khớp ấm lên, đau dữ dội ạ. Chính xác ạ. Biến chứng cấp tính của bệnh đái tháo đường là gì ạ? Đó là hạ đường huyết, nhiễm testosterone và tăng năng lực thẩm thấu ạ. Câu cuối cùng, những dấu hiệu nào là biến chứng của bệnh gút ạ? Đó là khớp biến dạng, mất năng lực bàn tay bàn chân, nguy cơ tàn phế ạ. Vâng, như vậy là chúng ta cũng đã hết thời gian và các bác cũng đã sau 10 câu hỏi thì kết quả của đội Thanh Xuân là các bác có được 9 đáp án chính xác trên 10 câu hỏi của chương trình ạ. Xin được chúc mừng ạ. Và ở phần thi này thì chúng tôi rất muốn lắng nghe những ý kiến của bác sĩ Nguyễn Quân Ngọc. Thưa bác sĩ Nguyễn Quân Ngọc thì bác sĩ có thể giải thích rõ thêm tại sao khi bị bệnh đái tháo đường nếu mà không được điều trị thì sẽ rất dễ gây tổn thương đến tim mạch và thận và tổn thương thần kinh thị giác, nguy cơ nhiễm trùng và tổn thương trên da. Và sau đây thì tôi cũng xin giải thích tại sao là nếu bị bệnh đái tháo đường mà không điều trị kịp thời thì nó dẫn đến những biến chứng sau. Một là biến chứng cấp tính, hai là biến chứng mãn tính. Biến chứng cấp tính rồi gồm có là hôn mê do nhiễm toa xê tôn. Và cái thứ hai là hôn mê do tăng áp lực thẩm thấu. Báo cáo với các bác là hai cái biến chứng cấp tính này thì nếu như khi mắc bệnh đái tháo đường type 2 thì không giống như bệnh đái tháo đường type 1 là bệnh nhân thì vô tình đi khám và phát hiện ra, nhưng mà đến khi mà cứ thấy người ăn nhiều, uống nhiều, tiểu tiện nhiều, mệt mỏi nhiều thì khát nước nhiều và có những người thì viêm phổi, lao phổi thì lúc đấy mới đến bệnh viện, thì lúc đấy nó đã
đã có dấu hiệu về tăng áp lực thẩm thấu rồi, nhiễm toan thê tôn rồi, phát hiện muộn thì dễ dẫn đến là mất nước, mất điện giải và suy thận cấp, suy tim cấp, dẫn đến tử vong. Đấy là cái biến chứng cấp tính rất nguy hiểm. Biến chứng mãn tính, khi mình đã mắc bệnh đái tháo đường mà đến phát hiện muộn mà không được điều trị thì ngoài cái biến chứng cấp tính thì đã xuất hiện một loạt những cái biến chứng mãn tính ở tất cả các cơ quan. Một là biến chứng mà bệnh võng mạc mắt do đái tháo đường, tự nhiên mắt mờ đi, không nhìn thấy gì cả. Đến khám thì mới biết là bị bệnh võng mạc mắt. Cái hai là biến chứng thận. Khi mà đã bị mắc đái tháo đường type 2 mà phát hiện muộn thì nó đã tổn thương cầu thận rồi. Và có trường hợp nặng thì suy thận mãn tính rồi, giai đoạn cuối rồi mới phát hiện ra. Và cái thứ ba đó là bệnh lý mạch máu lớn như bệnh tăng huyết áp, bệnh mạch vành, hẹp mạch vành, rồi bệnh co thắt mạch vành. Cái thứ tiếp theo đó là bệnh lý về tim mạch như nhịp tim nhanh, suy tim, ngừng tim đột ngột. Và bệnh lý cũng tương đối nặng nề, đó là bệnh lý loét bàn chân. Và một cái tiếp theo đó là nhiễm khuẩn. Có bệnh nhân bị viêm phổi điều trị dai dẳng không khỏi, và bệnh nhân lao phổi nữa, và suy hô hấp cũng là do cái biến chứng của bệnh tiểu đường gây nên. Rất cảm ơn những thông tin của bác sĩ Nguyễn Quân Ngọc đã cung cấp cho chương trình vừa rồi. Và một lần nữa, cháu xin được chúc mừng các thành viên của cả hai đội Thanh Xuân và Sao Mai đã hoàn thành xong phần thi thứ hai của chương trình ạ. Chương trình sẽ có 5 ca khúc cách mạng. Khi giai điệu của ca khúc vang lên, hai đội chơi phải bấm chuông giành quyền trả lời. Mỗi một đội chỉ được đưa ra một lần đáp án. Trả lời sai, quyền trả lời sẽ thuộc về đội còn lại. Người chơi phải nói được tên bài hát và tác giả sáng tác bài hát đó. Mỗi câu trả lời đúng được 20 điểm, trong đó trả lời được tên bài hát 10 điểm, tác giả bài hát 10 điểm, trong đó phần nhạc 5 điểm, lời bài hát 5 điểm. Các bác đã sẵn sàng đến với những giai điệu rất hay của chương trình chưa ạ? Sẵn sàng ạ. Dạ vâng, và bây giờ các bác đã sẵn sàng, chúng ta sẽ cùng đến với giai điệu đầu tiên trong chương trình hôm nay. Xin mời các bác ở đội Sao Mai ạ. Điệp khúc Tình yêu lạc vào lời của nhạc sĩ Trần Tiến. Các bác đã đưa ra đáp án là ca khúc Điệp khúc Tình yêu nhạc vào lời Trần Tiến. Đây là một đáp án rất chính xác ạ. Xin chúc mừng các bác đã giành được 20 điểm đầu tiên của phần thi này. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với giai điệu thứ hai trong chương trình. Xin mời. Rất nhanh, đội Sao Mai đã giành được quyền trả lời ạ. Ngọn đèn đứng gác. Ngọn đèn đứng gác. Nhạc của Hoàng Hiệp, lời thơ của Chính Hữu. Ca khúc Ngọn đèn đứng gác, nhạc Hoàng Hiệp, lời thơ Chính Hữu. Và đây là một đáp án chính xác nữa. Xin được chúc mừng các bác. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc thứ ba trong chương trình ngày hôm nay. Rất tiếc, đội Sao Mai vẫn nhanh hơn một chút ạ. Xin mời các bác. Bước chân trên dãy Trường Sơn, nhạc của Vũ Trọng Hối, lời thơ của Đăng Thục. Và cơ hội dành cho đội còn lại, xin mời đội Thanh Xuân ạ. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe những giai điệu tiếp theo của ca khúc này. Con đường đi lửa máu theo từng giây, chiến hàng vào làng kia thêm ngày. Xin mời đội Thanh Xuân ạ. Đây là bài hát Bước chân trên dãy Trường Sơn của nhạc sĩ Vũ Trọng Hối. À, vâng, như vậy là đáp án của đội Thanh Xuân thì rất tiếc cũng chưa hoàn toàn chính xác ạ. Và đáp án chính xác ở giai điệu của ca khúc này đó là bài hát Bước chân trên dãy Trường Sơn ạ, nhạc Vũ Trọng Hối, lời thơ Đăng Thục. Như vậy là đội Thanh Xuân đã đưa ra tên của ca khúc chính xác. À, còn đội Sao Mai thì lại đưa ra là nhạc Vũ Trọng Hối và lời thơ Đăng Thục thì lại chính xác. Nên là ở giai điệu này thì các bác mỗi đội đã giành được 10 điểm ạ. Xin được chúc mừng cả hai đội. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với giai điệu thứ tư ở phần thi giai điệu Mãi Xanh. Xin mời âm nhạc. Mây trắng xin mời đội Sao Mai ạ. Biển hát chiều nay, nhạc và lời của Hồng Đăng.
Biển Hát Chiều Nay, nhạc và lời của Hồng Đăng. Đội Thanh Xuân ạ, các bác nghĩ sao về đáp án này ạ? Rất chính xác đấy ạ. Dạ vâng, những giai điệu rất quen thuộc của ca khúc Biển Hát Chiều Nay, một sáng tác của nhạc sĩ Hồng Đăng. Và xin chúc mừng các thành viên của đội Sao Mai đã tiếp tục thể hiện sự xuất sắc của mình. Và bây giờ sẽ là những giai điệu của ca khúc cuối cùng. Xin mời. Đi trong mùa đông đi. Rất nhanh nữa. Xin mời các thành viên của đội Sao Mai. Lá Xanh, nhạc sĩ Hoàng Việt. Lá Xanh của nhạc sĩ Hoàng Việt. Có lời thơ không ạ? Nhạc và lời của Lá Xanh, nhạc và lời của nhạc sĩ Hoàng Việt. Rất dứt khoát. Vâng, và chúng ta sẽ tiếp tục lắng nghe những giai điệu của ca khúc này ạ. Xin mời âm nhạc. Đó chính xác là ca khúc Lá Xanh, nhạc và lời Hoàng Việt. Và 20 điểm nữa đã thuộc về đội Sao Mai ạ. Xin được chúc mừng các bác. Như vậy là trải qua 5 giai điệu của chương trình ở phần thi giai điệu Mãi Xanh. Bây giờ sẽ là kết quả của cả hai đội. Với sự xuất sắc và rất nhanh của mình, các bác ở đội Sao Mai, các bác đã có về cho đội của mình 90 điểm ạ. Xin được chúc mừng. Và rất tiếc, thiếu một chút may mắn thì các bác ở đội Thanh Xuân mới chỉ giành về ở phần thi này được 10 điểm thôi ạ. Cũng xin được chúc mừng các bác. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng đến với tiết mục ấn tượng do ban cố vấn bình chọn. Tiết mục ấn tượng đã thuộc về tiết mục Vũ Điệu Bình Minh của đội Thanh Xuân. Xin được chúc mừng ạ. Xin được trân trọng kính mời nhà sản xuất âm nhạc Hồ Đình Kế sẽ lên trao giải tiết mục ấn tượng cho đội Thanh Xuân. Một tràng pháo tay để chúc mừng cho đội Thanh Xuân đã giành được giải nhì trong chương trình ngày hôm nay. Và ngay sau đây chúng tôi xin được mời bác sĩ Nguyễn Quân Ngọc sẽ lên trao giải nhì cho đội Thanh Xuân ạ. Với số điểm rất cao 274 điểm, một tràng pháo tay để chúc mừng cho đội thi Sao Mai. Các bác đã giành được giải nhất trong chương trình ngày hôm nay. Và sau đây xin được mời bà Nguyễn Thị Thu, Phó trưởng ban đại diện Hội người cao tuổi thành phố Lào Cai sẽ lên trao giải nhất. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đã được đón xem 3 phần thi rất hấp dẫn trong chương trình Còn Mãi Thanh Xuân ngày hôm nay với phần thể hiện của hai đội thi, đội Thanh Xuân và đội Sao Mai. Cháu rất là cảm ơn các bác đã đến đây và tham gia chương trình cũng như là mang đến những phần thể hiện rất xuất sắc trong chương trình ngày hôm nay. Con xin chúc các bác là sẽ luôn luôn mạnh khỏe và tiếp tục cổ vũ và theo dõi chương trình Còn Mãi Thanh Xuân. Và quý vị và các bạn thân mến, tới đây thì chương trình của chúng tôi cũng xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.